bác, trong video ngày hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu với các bác một cái mẫu cổng mà có lẽ nó còn hơn cả một mẫu cổng. Đây là một cái mẫu mà chúng ta có thể vừa làm cổng vừa làm sân khấu. Vậy cái video này, cái mẫu cổng này có được những cái công năng gì? Bây giờ em mời các bác theo em. Vâng, thì trước khi mà em đi vào giới thiệu chi tiết cái công năng của cái mẫu này cũng như là chi tiết các thông số kỹ thuật của từng cánh, thì em sẽ cho các bác nhìn một cái góc tổng thể. Đây, góc tổng thể của cái mẫu này nhé các bác nhé. Đó. Đó. Vâng, và ngay lúc này đây thì em sẽ đi vào chi tiết từng chi tiết của một cái mẫu cổng. Mà thực sự đây là một cái mẫu cổng, như em đã nói, và nó có thể là một cái mẫu cổng, một cái sân khấu rất là đẹp. Và nó đang được thiết kế với một cái thân cổng chính và 6 cái cánh phụ. Đó, 6 cái cánh phụ như thế này. Thì với 6 cái cánh này thôi, thì em nghĩ là khi các bác xem đến cái đoạn này video, các bác đã có ý tưởng cho mình có thể mình sử dụng 6 cái cánh này. Đó, với cái mẫu này, và cũng có thể mình sẽ sử dụng 6 cái cánh này với những cái mẫu khác mà mình đang có tại nhà. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác xem các cái thông số của một cái mẫu như thế này. Đó, trước tiên thì em sẽ cho các bác cái chiều cao. Đó, cái chiều cao của cái thân cổng chính. Đó, cái chiều cao của thân cổng chính thì nó đang là 3m. Đó, cái chiều cao thân cổng chính 3m. Và đương nhiên em cũng ngay lập tức em sẽ cho các bác được cái lọt lòng 3m. Thì cái lọt lòng, cái chiều cao của thân cổng chính này thì đang là 2m6. Đó, và cái khổ ngang, em cho các bác cái khổ ngang lọt lòng. Cái khổ ngang lọt lòng của cái mẫu này thì sao ạ? Đây các bác nhé, cái khổ ngang lọt lòng của cái này cũng là 2m6 luôn. Thì vị trí ở một góc nào đó thì chúng ta nhìn mà có thể nói chuẩn luôn là đây nó là một cái cổng có lối đi. Nên nó là gần như nó là cái hình vuông, nếu như mà không muốn nói rằng là phía trên nó có những cái góc của cái trái tim như thế này. Và cái tổng thể của cái thân cổng chính này, tổng thể của thân cổng chính này nữa thì là 2m6, mà chúng ta cộng thêm cho em 1m05 nữa. Đó, cộng thêm 1m05 nữa thì vị trí là với cái thân cổng chính này thì đang có cái khổ ngang là 3m rưỡi. Đó, và với cái thân cổng chính thì đang là 3m và ngang cao 3m và khổ ngang 3m rưỡi rồi. Đó, và cái bản thì đương nhiên như em đã nói cho các bác rồi, cái bản này đang là 52,5. Em sẽ cho các bác các cái thông số lần lượt của những cái cánh này nữa. Đó. Cái cánh thì đây, ở một cái góc này thì em cho các bác ở cái cánh phía trước. Cái cánh phía trước thì đang có cái kích thước là cái khổ ngang. Cái khổ ngang là 90. Và cái chiều cao, cái chiều cao của cái cánh phía trước là 1m9 và khổ ngang 90. Cũng như em sẽ cho các bác cái nọt lòng luôn của cái hình tròn này. Hình tròn này đang có cái kích thước là 70. Nó có đường kính 70 của cái hình tròn này. Đó, còn hai cái tấm phía sau này. Đó, hai cái tấm phụ phía sau này các bác nhé. Đây, hai cái tấm phụ phía sau này thì vâng, em thích nghĩ rằng nó cũng đang có những cái có cái độ sai nhất định. Thì đây, cái cánh cao nhất em sẽ cho các bác các cái thông số của cánh cao nhất này. Cánh cao nhất thì đang có cái khổ ngang là 1m và cái chiều cao là 2m7. Đó, cái khổ ngang 1m và chiều cao 2m7. Thì em sẽ lần lượt em sẽ cho các bác các cái thông số của cái cánh thứ hai. Hai cánh thứ hai này và cái cánh bên kia thì em thích nghĩ là có thể nó đang cùng sai. Thì cái chiều cao của cánh thứ hai này đó là 2m15 và đương nhiên 2m15 và cái khổ ngang nó cũng là 1m. Và cánh phía trước này cũng vậy thôi các bác nhé. Cánh phía trước này thì bên em cũng đang có cái bề ngang là 90 phân và cái chiều cao đó. Cái chiều cao thì đâu đó nó tầm nó 1m6, quá 1m6 một chút. Thì vị trí là với 6 cái cánh này đó, với 6 cái cánh phía trước này thì cũng đều có, mỗi cái nó đều có những cái thông số khác nhau. Thì có lẽ là khi xem đến đoạn video này thì em thấy nghĩ rằng là bản thân em cũng vậy, em đang nhìn thấy ở đây những cái cánh này nó sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều các cái công năng. Có thể là chúng ta sử dụng một trong những cái cánh này đó, một trong 6 cái cánh này chúng ta sẽ set up, chúng ta sẽ cài đặt với những cái mẫu khác, đúng không ạ? Có thể là nó sẽ cho chúng ta những cái hình ảnh nó rất là lạ mắt đó. Vâng, thì ở một cái góc máy quay này em cho các bác nhìn được cái vẻ đẹp của cái 6 cái cánh này đó. Cái 6 cái cánh này thì đang có những cái hình cũng rất là lạ mắt. Đây, cái cánh cao nhất phía sau này thì nó đang là cái hình, nó cái hình của những cái cây trúc, đúng không ạ? Các bác có công nhận với em, đây là hình của những cái cây trúc. Còn cái phía sau này, cái tấm phía trước này thì đang có một cái màu xanh đậm hơn một chút đó. Và cái tấm đầu tiên này, cái tấm trên cùng này thì nó cũng đang có những cái cành trúc và cái lền, là cái lền màu trắng. Và cái viền, đây nha các bác nhé, cái viền này thì đang được bên em
thiết kế cái viền này thì nó là một cái màu xanh đậm, nó cho chúng ta nhìn cho chúng ta những cái điểm nhấn. Còn cái mẫu như thế này thì đặc biệt với cái mẫu này thì bên em đang gán full đề can đó, gán full đề can. Em đang muốn nói ở đây là cái đề can được gán xuyên, gán suốt tất cả các cái chi tiết mà các cái mặt nổi của cái mẫu này đó. Đây em sẽ cho các bác nhìn một cái góc tổng thể từ bên này đó, từ bên này các bác nhé. Đây từ phía chân này sang đến bên kia đó. Vâng, đến cái điểm trên này thì đây nó chính là cái một cái biển cũng là nền màu xanh, và nó đang có cái chữ song hỷ. Thì cái chữ này thì cũng đang là có cái chữ song hỷ cũng đang được bên em gắn đề can. Cái và hình tròn trên này thì đang có cái đường kính đâu đó là tầm nó cũng xít sát 70 đó, và 202 bên như này đó. Sang bên cạnh bên này cũng vậy thôi. Sang bên cạnh bên này thì lại đập vào mắt chúng ta đó là ba cái biển rời phía trước nữa. Đây khóm chân, cái hoa chân phía trước thì đây. Thì cái biển này thì cũng như em đã cho các bác kích thước rồi, cái khổ ngang cái biển thứ nhất là đang là 90 và cái chiều cao thì đâu đó nó tầm độ trên dưới 1m6 đó. Còn cái tấm thứ hai và cái tấm thứ ba đây đó, thì mỗi một tấm thì nó cũng đều cho chúng ta những cái vẻ đẹp riêng, và nó là những cái gì em nghĩ là nó là những cái gì hoàn hảo nhất cho có thể mà nó là những cái bản phối khá là ok của cái mẫu này đó. Thì với một cái mẫu như thế này, nhìn nó rất rất hoành tráng như thế này, thế nhưng nó lại rất rất là tiện lợi, nó rất là tiện lợi cho chúng ta ở cái gì ạ? Ở cái là tất cả những cái cánh này, đây tất cả các cánh này các bác nhé, tất cả những cái cánh này thì bên em đang thiết kế rồi, đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể là chúng ta di chuyển một cái cánh này xê ra xê vào hết sức là linh hoạt luôn đó. Đó, một cái cánh thì như tất cả những cái cánh này, cánh rời, chân rời. Và thứ nữa là nó cái đâu đó cái cạnh của nó như thế này thôi thì cũng chỉ là 5 phân thôi. Thế cho nên là cái mẫu này thì chúng ta vận chuyển có mang từ nhà đến nơi một cái sự kiện chúng ta làm, cũng như là từ nơi gì mà chúng ta làm sự kiện đưa về nhà thì nó cũng khá là nhanh. Đó, cũng rất là dễ dàng. Đó, đây các bác nhá. Đó. Thì với cái mẫu này thì em còn thiết nghĩ rằng nó sẽ cho chúng ta được nhiều hơn là một cái bộ cổng cũng như là một cái sân khấu. Như em đã nói, cái bộ này thì có thể là chúng ta làm cổng, đúng không ạ, và cũng có thể chúng ta trưng lên sân khấu thì nó cũng rất là đẹp. Thế nhưng mà điều em đang muốn nói ở đây là nó có tới những 6 cái cánh phụ này, thì thực sự ra có thể là ở một cái góc độ nào đó, ở một sự kiện nào đó, chúng ta cũng không nhất thiết chúng ta phải sử dụng hết 6 cái cánh này. Các bác có nhận với em không? Đó, chúng ta không nhất thiết phải sử dụng hết 6 cánh này, chúng ta có thể mượn những cái cánh này chúng ta để riêng ra, đúng không ạ? Nếu như chúng ta sử dụng cái mẫu này mà chúng ta làm cổng rồi thì 6 cánh này chúng ta cũng có thể mượn một trong hai trong bốn những cánh này chúng ta đưa ra những chỗ khác, có thể nó là những cái phần ở những cái view chụp hình, hoặc là có thể là nó sẽ ở được rất rất là nhiều những chỗ mà em nghĩ là nó khá là đẹp. Mà một cái điều mà em đang muốn nói ở đây đó là với một cái bề ngang như bên em đang kê như thế này đó, thì các bác nhớ dùm em là cái kích thước của cái thân cổng chính này thì nó đang có cái bề ngang là 3m rồi. 3m vị trí là cộng thêm với lại hai cái cánh này, hai cánh to này, thì nó đã là đang là cái khổ ngang nó đang là 5m rưỡi, đúng không ạ? Cái chiều cao 3m và cái khổ ngang cái thân chính là 3m rưỡi, cộng thêm hai cái cánh như em đang kê như này thì nó đã cho chúng ta được một cái kích thước của cái thân cổng này đó. Cái thân cổng này là 5m rưỡi rồi. Thế nhưng nếu như mà trong cái điều kiện là cái không gian lớn hơn nữa, đúng là không gian lớn hơn nữa, thì chúng ta cũng có thể rằng là cái giải pháp tiếp theo là chúng ta hãy lần lượt chúng ta xếp những cái cánh này, đây những cái cánh bên trái này, chúng ta hãy xếp những cái cánh này cho nó lấn ra ngoài đó, đối lại nó lấn vào trong như này thì chúng ta hãy cho nó lấn ra ngoài thì nó sẽ cho chúng ta được lới ra được chúng ta được rất rất là rộng luôn đó. Mỗi cái cánh này thì một cái cánh phía sau kia là 1m và cánh trước phía trước này là 90 các bạn đó. À, thế mà khi mà chúng ta cho nó lấn ra bên ngoài rồi thì để nộ cái phần thân cổng này ra đó, cái phần thân cổng này hay nói cho đúng đây là nó là cái trụ cổng này hai bên này, thì nó cũng rất là đẹp luôn đó, nó rất là đẹp luôn, chứ không nhất thiết là chúng ta phải kê như này nó mới đẹp, đúng không ạ? Đó đó, thế cho nên em đang muốn nói ở đây rằng là với một cái mẫu nó rất rất là linh hoạt trong cái việc là khi chúng ta đi chúng ta cài đặt, chúng ta có thể là xê ra với, tức là cái không gian đủ rộng, chúng ta có thể chúng ta kê ra được thêm được vài mét nữa luôn đó.
Và nếu như không gian hẹp hơn thì cũng vậy thôi, không gian hẹp hơn thì với cái 6 gánh linh động này hoặc chúng ta có thể chúng ta co vào nữa cũng được. Đó, co vào nữa thì như em đang kê này là 5,5 m, thậm chí là với cái mẫu này thì em thấy nghĩ rằng là kể cả các bác có kê vào đến 4,5 m vẫn ok. Còn nếu như mà không gian hẹp hơn nữa thì đương nhiên là cái giải pháp của chúng ta có thể chúng ta chỉ sử dụng một cái thân chính này thôi. À, hoặc là chúng ta có thể những cái cánh này mà chúng ta sẽ cho nó đứng vào sát bên trong một chút. Vâng. À, vâng, vậy là trong video này thì em đã giới thiệu với các bác một cái mẫu cổng, và hơn thế nữa nó có thể là một cái mẫu sân khấu, cũng như là với cái sự rất là đa năng của thêm 6 cái cánh phụ hai bên này, nó sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều công năng. Đó, nếu các bác thấy video này hay, hãy cho em một like, một chia sẻ, cũng như là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Cảm ơn các bác.